Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay sau một khoảng thời gian khá là lâu rồi, từ đợt dịch Covid đến giờ mình mới bắt đầu ra lại video như bình thường. Thì cũng tâm sự với các bạn một điều, đó là mình đã chính thức là học xong lớp tiếng Anh bồi dưỡng mà mình đã tham gia từ cách đây 9 tháng và hay là 10 tháng trước gì đó. Và trong quá trình đi học thì mình cũng đã rất cố gắng làm được khoảng tầm 2-3 cái video gì đó. Nhưng có thể là nó cũng hơi vội và chất lượng cũng không được tốt cho lắm. Thì ngày nay thì chính thức là mình đã trở lại đơn vị cũ và mình đã trở về với một cái cương vị mới trên một cái đơn vị khác. Do đó là mình cũng mất khoảng tầm 1-2 tuần để làm quen. Và bây giờ sau khoảng thời gian đó thì mình đã chính thức trở lại và quay video lại như bình thường các bạn nhé. Thì quay trở lại với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một gao nữa. Đó chính là gao Bison, hay chúng ta thường gọi với một tên quen thuộc ở Việt Nam, đó chính là gao trâu. Thì đối với gao trâu này thì các bạn nghĩ các bạn cũng hoàn toàn có thể tự sơn được thôi. Thì cách sơn của gao trâu này nó cũng khá là đơn giản, bởi vì là nó chỉ có một màu chủ đạo là màu đen các bạn ạ, còn lại là màu bạc và các cái màu khác thì nó ăn sơn cũng khá là dễ thôi. Thì đối với gao trâu này các bạn thấy là đây là phiên bản của Trung Quốc, thì nó sơn sai một vài chỗ, đó chính là những vị trí bạc này là những vị trí bạc nó thừa ra này, và các anh Trung Quốc có để lại những cái phần gân này cho chúng ta để đúng theo hàng Mandai để chúng ta tô màu vàng lên. Thì cái phần màu vàng đó chính là cái phần khó nhất của cái gao trâu này mà chúng ta cần phải sơn, đó chính là chúng ta sẽ chạy viền những cái vị trí này đó. Các bạn thấy những cái viền ở vị trí này chạy rất là khó đó, và những cái viền ở đây chúng ta phải tô vàng hết sức cẩn thận. Và cái mắt này chúng ta sẽ tô màu xanh lá cây các bạn nhé, để cho giống với hàng của Bandai. Và cái chân này thì chúng ta bởi anh Trung Quốc cũng đã sai màu rồi. Và các bạn cũng có thể để ý là cái chân này của anh Trung Quốc đó là nó không có cái phần hình chữ nhật đây, như các bạn có thấy ở trên hình đấy. Lắp ráp xong gao kinh của chúng ta là hai cái chân này chúng ta phải có một cái hai cái miếng hình chữ nhật đây để cho nó kín. Thì đối với cái gao trâu này của chúng ta thì chúng ta sẽ mốt các bạn nhé. Thì thực ra về cái vị trí hình chữ nhật này chúng ta nó rất nhiều cách mốt. Có những bạn là in được khớp 3D để lắp vào khá là đẹp, nhưng mình sử dụng một cách rất đơn giản thôi, đó chính là mình sẽ sử dụng Formex. Thì nó cũng khá đơn giản thôi, bởi vì mình để chủ yếu dùng để trưng bày. Thì cái này mình sau khi lắp ráp xong thì nhìn xa nó cũng khá là giống Bandai các bạn ạ, cũng không có gì đâu. Thì một cái chi tiết duy nhất mà đúng của cái gao trâu này của chúng ta đó chính là cái sừng các bạn ạ. Sừng này màu vàng đã mạ vàng. Thì cái này thì đó là chi tiết này của chúng ta sẽ giữ lại và không sơn các bạn nhé. Đó chi tiết mà chúng ta sẽ tận dụng được và không phải sơn lại. Bởi vì nếu chúng ta có sơn lại thì cũng không có màu nào nó mạ vàng được đẹp như này các bạn ạ. Bởi vì nếu mà mạ vàng đẹp được như thế này thì chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật sơn khá là khó và cũng khá là đắt tiền các bạn. Theo như mình được biết là như thế. Còn lắp ghép đối với gao trâu này thì đặc điểm của gao trâu Trung Quốc của chúng ta thì hàng FN này thì đó là hai cái khớp này sau này các bạn. Lúc nào nó cũng không khớp được vào đây, chúng ta phải ấn rất là khó mà nó vào được. Đó. Còn lại thì chúng ta lắp ráp gao trâu như bình thường thôi. Chúng ta vẫn bửa này. Đó, chúng ta vẫn gập hai chân này lại. Hàng Trung Quốc của chúng ta thì cách lắp thì nó cũng giống hàng Nhật, không có gì khác cả. Chỉ mỗi tội là anh Trung Quốc anh làm màu sai hơi nhiều thôi các bạn ạ. Đó, chân của chúng ta đó, không có gì là quá khác so với hàng Nhật. Đó các bạn. Thì để sơn gao trâu này của chúng ta thì các bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ sau các bạn nhé. Đầu tiên về màu sơn, chúng ta sẽ sử dụng màu sơn chủ đạo là cho chính là màu đen. Các bạn có thể sử dụng màu đen A20, đó là màu đen chủ đạo. Đối với cái gân màu vàng mà mình sẽ sử dụng thì mình sẽ dùng cái gân màu vàng A241. Đó, A241 thì chúng ta sẽ dùng để tô gân. Tiếp theo là màu vàng A400. Màu A400 này là màu vàng đồng, chúng ta dùng để tô các cái màu của cái móng trâu đó các bạn. Nếu các bạn không sử dụng màu A400 thì chúng ta có thể sử dụng màu vàng A241 cũng được. Thì móng trâu nhìn nó sẽ vàng tươi hơn, nhìn nó giống Bandai hơn. Nhưng mà theo mình thì mình dùng A400 thì nó sẽ cảm giác nó sẽ có cái màu kim loại nhìn đẹp hơn. Tiếp theo đó chính là màu A214, màu này chúng ta dùng ít thôi, chúng ta dùng để tô mắt. Đó, và cuối cùng đó chính là màu sơn phủ bóng, màu rất quan trọng A10. Thì đối với cái màu phủ bóng này thì chúng ta sẽ phủ bóng những chi tiết, chúng ta sẽ sơn màu bạc, ví dụ như đùi và chân gao trâu. Đó, thì nếu các bạn phủ bóng màu đen luôn cũng được, nhưng theo mình nghĩ thì màu đen chúng ta cũng không cần phủ bóng nhiều đâu các bạn ạ. Bởi màu đen thực chất nó cũng khá là bóng rồi, bởi vì chúng ta sơn màu đen chúng ta không cần sơn lót rồi. Đó. Còn một màu khá là quan trọng nữa mà mình quên không đặt vào đây, đó chính là màu bạc A300. Màu bạc A300 thì chúng ta dùng để tô các cái vị trí ở đùi và chân của gao trâu các bạn nhá, để cho nó giống với hàng của Bandai. Thực chất là màu gốc của nó là màu
xi mạ chrome cơ, nhưng mà màu này thực ra thì đúng là chúng ta không thể sơn được, rất khó các bạn ạ. Do vậy mà chúng ta sẽ sử dụng màu A300 các bạn nhé. Đó là về màu sơn. Tiếp theo đó chính là dụng cụ, chúng ta vẫn sử dụng chuẩn bị như mọi lần thôi. Chúng ta sẽ sử dụng những cái kẹp cá sấu, chúng ta sẽ mua trên Shopee đó các bạn. Chúng ta search là kẹp cá sấu thì chúng ta sẽ mua được những cái kẹp như thế này. Tiếp theo đó chính là cái tô vít. Tô vít này chúng ta sử dụng tô vít nhỏ các bạn nhé. Và một chi tiết mà không thể thiếu đó chính là cái giấy nhám này các bạn sử dụng giấy nhám cỡ hạt từ 600 đến 800 các bạn nhé. Các bạn không nên sử dụng hạt cỡ hạt quá thấp, thì đánh nhám thì chúng ta nên hạ sử dụng cái cỡ hạt lớn, à cái cỡ mịn lớn, để cho cái chi tiết của chúng ta nó không bị xước nhiều quá. Đó, giấy nhám của chúng ta sẽ từ 600 đến 800. Và một cái chi tiết cuối cùng đó chính là cái Formex. Các bạn có thể mua Formex 5 ly trên các cái trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada có rất nhiều. Và một cái chi tiết nữa chúng ta không thể thiếu đó chính là cái tờ mà mình đã thiết kế này, đó chính là tờ các sticker để chúng ta dán lên các gao. Thì đối với gao trâu thì chúng ta sẽ sử dụng cái sticker này. Đó, đây là sticker ở chân. Các bạn thấy mình đã thiết kế lại khác đi rất nhiều so với phiên bản lần đầu mà mình đã dán, bởi vì phiên bản lần đầu mà mình mới chơi gao cách đây khoảng 3 năm đó các bạn, mình dán vào cái sticker nó khá là xấu, không giống với hàng Bandai, thì mình đã chuyển sang cái sticker này. Và mình thấy nhiều bạn tải cái bộ sticker này của mình về, và các bạn đã sử dụng decal nhôm, các bạn dán lên khá là đẹp các bạn. Đó, decal nhôm khá là đẹp, thì chúng ta cũng nên cân nhắc và sử dụng cái đấy cũng được. Gao trâu là chúng ta có sticker này, và cái sticker thứ hai đó chính là cái đỏ này các bạn có thể không để ý, nhưng mà đó chính là cái chúng ta sẽ dán vào cái chi tiết thiếu ở trên chân gao kinh đó các bạn. Đó, cái này chúng ta thiếu đấy, chúng ta dán được, và chúng ta tô đỏ cũng được, như theo mình là chúng ta dán thì nó sẽ được hình chữ nhật, thì nó sẽ vuông vức hơn. Và cái chi tiết một cái sticker nữa đó chính là cái sticker màu vàng này. Đó, nó là cái sticker mà anh Trung Quốc đã để chừa cho chúng ta đó các bạn. Đó chính là những cái vị trí này. Đó anh Trung Quốc anh để chừa cho chúng ta, cần phải dán vào hoặc chúng ta tô cũng được, nhưng theo mình là cái sticker này mà các bạn tô thì cũng khá là khó đó các bạn ạ. Đó là toàn bộ các cái chi tiết mà chúng ta sẽ chuẩn bị trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi tháo gao trâu ra các bạn nhé. Và việc tháo gao trâu này nó cũng khá đơn giản thôi, thì các bạn cũng thực hiện theo video của mình thực hiện sau đây các bạn nhé. Ok, để tháo cái gao trâu này thì chúng ta cứ rũa hết tất cả các cái chi tiết ra các bạn nhé. Các bạn cứ rũa hết các cái chi tiết ra. Đó, rũa hết toàn bộ ra để cho nó lộ hết các khớp ra. Thì chúng ta sẽ tiến hành tháo từng cái chân một, đó chính là chúng ta sẽ tháo cái chân như này. Đó, bốn cái chân chúng ta sẽ cho ra trước. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt tháo các cái con ốc ở hai nửa chân của gao trâu. Đối với cái chi tiết này của chúng ta thì chúng ta theo mình thì chúng ta chỉ nên tháo đến đây thôi. Thực ra là các bạn có thể dùng cái tô vít đa năng, các bạn đẩy cái chốt ra cũng được, nhưng mà theo mình thì chúng ta sơn đồng màu đen mà các bạn, thì chúng ta sẽ nên tháo đến đây thôi. Đó, những cái vị trí chốt ở đây thì mình nghĩ thì chúng ta có thể tháo cũng được, hoặc chúng ta không cần thiết phải tháo cũng được, bởi vì những cái vị trí chốt này nó khá là khó mà chúng ta phải gạy ra. Đó, như này cũng được, nhưng mà theo mình nghĩ cũng không cần thiết đâu các bạn ạ. Đó, các bạn có thể để nguyên và lắp và sơn luôn cũng được. Cái đầu này cũng vậy các bạn ạ. Các bạn hoàn toàn có thể tháo tung cái đầu này ra và các bạn có thể sơn. Hoặc các bạn có thể sử dụng tô vít đa năng, các bạn đẩy cái chốt này ra. Sau đó các bạn tháo từng chi tiết ra cũng được. Đó, cái đấy thì tùy các bạn ạ. Đó.
chúng ta hoàn toàn có thể sơn luôn, bởi vì nó cũng là chỉ là màu đen bao trùm thôi các bạn đó. Và đối với những chi tiết như này, các bạn có để ý này, chúng ta có hai loại bánh xe đó, các bạn có thể để ý đây. Đối với cái bánh xe dài, các bạn để ý là bánh xe dài như này. Trước khi tháo, chúng ta phải để ý nhá, bánh xe dài của chúng ta sẽ lắp vào cái chân trước của các chân sau của gao trâu đó, và bánh xe ngắn của chúng ta sẽ lắp vào cái chi tiết ở đùi gao kinh đây, các bạn phải thấy để chúng ta tránh bị nhầm các bạn nhé đó. Và những chiếc bánh xe dài này chúng ta đây các bạn thấy rất giống nhau, thì những cái hai chân này chúng ta có thể lắp lẫn được, nhưng đối với chi tiết này chúng ta không nên lắp lẫn các bạn nhé, bởi vì hai cái loại bánh xe này khác nhau đó. Lắp lẫn là nhìn nó rất xấu đó các bạn ạ. Đó, ok các bạn ơi, thì đây là toàn bộ các cái chi tiết của chúng ta sau khi chúng ta đã tháo xong đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi đánh giấy nhám cho toàn bộ các cái chi tiết này, và các bạn chừa là hai chi tiết này cho mình nhá, hai cái sừng này chúng ta sẽ giữ lại và để nguyên đến lúc cuối chúng ta lắp ráp, thì chúng ta sẽ lắp vào sản phẩm hoàn chỉnh. Còn lại tất cả các chi tiết này chúng ta sẽ đánh nhám thật sạch các bạn nhá, các bạn đánh càng kỹ càng tốt, chúng ta đánh sạch cái màu cũ đi, đặc biệt là cái màu đen này chúng ta đánh cho nó bạc đi cũng được đó, và chúng ta sẽ sơn màu đen mới lên để cho nó ăn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi đánh nhám nhá. Ok các bạn ơi, thì sau khi các chi tiết của chúng ta đã khô thì chúng ta sẽ tiến hành phân loại các chi tiết ra các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ phân ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm màu đen, các cái chi tiết này chúng ta sẽ tiến hành đi sơn phủ màu đen luôn. Thì các bạn có thể sơn phủ từ 1 đến 2 lớp lần sau cho nó phủ kín những cái gân, ví dụ như gân này. Đó, nó phủ hết bạc và cái lớp bạc này cho nó kín, làm sao cái màu đen của chúng ta đảm bảo đều và nó không bị loang cái màu cũ nó ra. Đó, đó là phần màu đen.
Màu đen thì chúng ta sẽ để sang bên mà tí nữa chúng ta sẽ sơn phủ. Còn đây là những chi tiết màu vàng chúng ta sẽ tiến hành đi sơn nhũ. Thì trước khi sơn nhũ thì các bạn lưu ý cho mình là có bốn cái chi tiết này nhé các bạn nhé. Đó là bốn cái chi tiết của chân trước của cao trâu đó các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng dao dọc giấy hoặc là dao chổ. Chúng ta sẽ tỉa bỏ những cái gân này đi. Sở dĩ chúng ta phải làm cái công đoạn này bởi vì là chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ phải dán sticker lên đây. Và đây là những cái gân nổi này, nó sẽ khiến cho cái sticker chúng ta nó sẽ không dán, nó sẽ rất khó các bạn ạ. Đó, đó là lý do chúng ta vì sao mà chúng ta phải cạo nó đi các bạn nhá. Ok. Đó các bạn ạ, nó chỉ cần tầm đến như thế này thôi các bạn ạ, chỉ cần phẳng thôi là được. Đó, các bạn làm tương tự với các chi tiết còn lại này các bạn nhé. Ok các bạn ơi, thì sau khi các chi tiết của chúng ta đã khô thì chúng ta được thành phẩm như thế này các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn nhặt ra cho mình những cái nhóm chi tiết như thế này. Thì đây là những cái chi tiết mà chúng ta sẽ hoàn chỉnh, chúng ta sẽ sơn hoàn chỉnh. Ở trong đó có 8 cái chi tiết màu bạc, đó là 8 cái nửa chân các bạn ạ. Đó, 4 cái chân của cao trâu thì chúng ta sẽ có 8 nửa chân. Thì các bạn nhặt những cái chi tiết này ra và chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái màu vàng đồng ở đây các bạn nhé. Để hoàn chỉnh phần móng. Đó, tương tự với cái chân sau này chúng ta cũng chỉ còn chỉ cần móng này thôi. Đó, chỉ cần màu vàng đồng là xong các bạn ạ. Hoặc các bạn có thể sử dụng màu vàng tươi A241 cũng được thì nó vàng hơn, nhưng mà mình sẽ sử dụng màu A400 để cho nó nhìn nó giống kim loại. Còn đối với các cái phần chi tiết màu đen thì chúng ta sẽ nhặt ra những cái chi tiết này. Một là cái chi tiết ở bên hông này, đó, chúng ta sẽ phải hoàn chỉnh cái phần màu vàng này. Đó, cái phần gân này chúng ta sẽ phải hoàn chỉnh màu vàng. Đó các bạn có thể thấy. Và cái chi tiết này, đó là phần bên thân này, phần nửa bên bụng, nửa người bên phải và bên trái, chúng ta sẽ hoàn chỉnh vào cái này. Đó, rất là khó đó các bạn ạ. Đó, và phần trên này nữa. Và tiếp theo đó là chi tiết này, chúng ta phải hoàn chỉnh cái đôi mắt cho cao trâu. Chúng ta sẽ phải làm cái đôi mắt màu xanh cho nó. Đó, chi tiết này chúng ta đơn giản như này thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hoàn chỉnh từng nhóm chi tiết một các bạn nhé.
ok đối với chi tiết này thì chúng ta sơn lúc đầu thì có thể nó hơi lem một chút, các bạn có thể thấy là mình sơn nó cũng không đẹp cho lắm. Thì thực ra là các bạn có sơn cố sơn cho nó chuẩn cũng hơi khó các bạn ạ. Đó, thì chúng ta cứ sơn bình thường đi như này đi, sau đó chúng ta sẽ đợi cho nó khô, và khi khô xong chúng ta sẽ lại dùng màu đen, chúng ta sẽ tô ra những phần chườm ra các bạn nhá. Khi đó thì những cái nét của chúng ta sẽ rất là đều đó. Tất cả những cái đường gân mà chúng ta vẽ trên cái các xuyên gao, chúng ta mà vẽ được các đường gân khó nó bị lem như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng màu đen mà tô lại các bạn nhé. Đó, thì chúng ta dùng màu vàng tươi thì nó sẽ sáng được như thế này. Ok, ok, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng màu đen mà chúng ta sẽ điểm lại những vị trí nó bị lem ra các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ dùng màu đen và chúng ta sẽ tô theo những cái mép này, ví dụ như điểm này của mình bị lem ra mình sẽ tô lại. Đó, các bạn có thể tô tùy thích, tức là chỗ nào lem thì các bạn cứ sửa lại thôi. Thì có thể là lúc sơn nó sẽ hơi màu nó hơi khác một chút, nhưng sau khi mình sơn bóng thì nó sẽ lại hòa vào nhau các bạn ạ. Thì chúng ta vẫn sẽ được một cái chi tiết màu nó thống nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp hai cái chân trước vào và dán cái sticker đỏ này các bạn nhá. Thì để dán cái sticker này thì chúng ta sẽ phải cắt hai cái sticker đỏ ra trước và 8 cái miếng màu vàng này. Và để sau đó chúng ta sẽ dán 8 cái miếng này vào hai cái bên thân của con gao trâu này và các cái chi tiết như trên hình đây. Và chúng ta dán xong thì chúng ta sẽ đem đi sơn bóng luôn để giữ được cái màu cho cái sticker này. Đó, ok. Thank you.
Ok các bạn ơi, thì sau khi chúng ta sơn phủ bóng cho cái gao trâu của chúng ta xong thì chúng ta sẽ tiến hành làm khớp cho gao trâu này các bạn nhé. Thì đối với khớp này thì chúng ta có rất nhiều cách, thì có những bạn là có thể chế được khớp này bằng cái khớp đúc bằng nhựa hoặc là in 3D rất là đẹp. Mình thấy cái cách đấy rất là đẹp thôi, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ kiếm được cái đấy cũng khá là khó, và chúng ta phải mua cách phải nói là nó là hàng rất đặc chủng, theo mình nghĩ như thế rất là khó. Nên mình nghĩ là chúng ta sẽ chế một cái khớp này làm sao cho nó nhìn cho nó đầy cái đoạn chỗ trống của cái đùi gao trâu, cái gao kinh được các bạn ạ. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái farm này, chúng ta sử dụng nhựa farm khoảng 5 ly. Sau đó chúng ta sẽ cắt, các bạn sẽ cắt cho mình một cái hình chữ nhật có kích thước là 1 cm x 2 cm các bạn nhé. Bạn có thể đo chiều này là 1 cm và chiều này là 2 cm. Sau đó chúng ta sẽ cắt thành hình chữ nhật này. Chúng ta sẽ cắt 6 hình các bạn nhé, đủ cho hai bên thì chúng ta sẽ cắt 6 hình. Và mỗi bên chúng ta sẽ dùng 3 hình chữ nhật chúng ta dán chồng lên nhau. Và chúng ta sẽ sử dụng cái sticker này mình đã cắt ra rồi. Thực ra đây không phải sticker mà chúng ta cũng chỉ cần một cái mảnh giấy bìa màu đỏ cũng được các bạn ạ. Đó, chúng ta sẽ dán lên và chúng ta sẽ trang trí sau các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhé. Đến đây chúng ta sẽ dán chồng 3 cái tấm này lên nhau. Đó các bạn thấy. Chúng ta sẽ chồng lên nhau như này. Và sau đó chúng ta sẽ dán cái hình chữ nhật này chúng ta ra chính giữa. À, các bạn nào muốn đơn giản thì chúng ta làm đến đây là xong. Và chúng ta chỉ cần sơn màu nhũ cho cái này thôi. Và chúng ta sẽ dán cái này lên. Còn bạn nào muốn tỉ mỉ hơn, chúng ta thậm chí có thể cắt một vài cái sợi viền nhỏ. Ví dụ như thế này. Các bạn có thể cắt một vài sợi viền rất nhỏ. Các bạn chạy theo, ví dụ mình có hình chữ nhật như thế này, các bạn dán chạy theo cái khung của hình chữ nhật này thì sau khi lên hình khi dán lên nó sẽ rất đẹp các bạn ạ. Đó, mình sẽ làm như thế các bạn nhé. Ok, đến đây chúng ta sơn bạc luôn cũng được bạn ạ. Đó, sau khi sơn xong chúng ta sẽ tiến hành dán cái sticker đỏ lên đây các bạn nhé. Đó, và tiếp theo chúng ta sẽ chạy những cái đường có thể là đường 3D như thế này. Đó, cái công việc này đòi hỏi chúng ta phải rất là tỉ mỉ các bạn nhé. Chúng ta phải chạy đường 3D và chúng ta sẽ phải, sau đó chúng ta sẽ phải tô nhũ những cái đường 3D này. Đó, cho cảm giác cho cái chân của chúng ta nó nổi lên một chút. Hoặc chúng ta có thể sử dụng những cái tăm như thế này, chúng ta sơn qua một lớp nhũ A300 đi các bạn ạ. Đó, sau đó chúng ta sẽ chạy theo những cái viền đỏ này. Đây các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ chạy theo những cái viền đỏ này để nhìn cho nó nổi hơn các bạn ạ. Đó, đây các bạn có thể thấy mình đã sử dụng tăm và mình cắt và mình đã sơn nhũ và cắt và dán vào cái vị trí này. Và các bạn sử dụng keo dán ống để phết xung quanh các bạn nhé, thì sau nó khô nó sẽ là cứng các bạn ạ. Đó, chúng ta được một cái khối nổi như này rất là đẹp các bạn ạ. Đó, chúng ta làm tương tự với cái bên này các bạn nhé. Ok, và đây là thành quả của chúng ta. Đó, cũng cái công đoạn này nó đòi hỏi sự tỉ mỉ rất là cao các bạn ạ. Đó, nhìn đơn giản này thôi nhưng mà chúng ta làm rất là khó đó các bạn ạ. Đó, ok các bạn ơi, thì đây là toàn bộ các chi tiết của chúng ta sau khi chúng ta đã sơn phủ bóng xong, thì các bạn có thể thấy là nhìn rất là đẹp đó các bạn. Và những cái nét gân thì chúng ta nó nhỏ hơn rất là nhiều, nó không bị loang ra như chúng ta khi chúng ta bắt đầu sơn nữa. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lắp hoàn chỉnh từng cái bộ phận của cái gao trâu này nhé các bạn nhé.
và chúng ta sẽ đi từ những cái chi tiết lẻ nhất, nhỏ nhất, sau đó chúng ta tiến hành lắp tổng thành. Ok. Những chi tiết này chúng ta sẽ lắp cái lò xo ngắn các bạn nhé, bánh xe ngắn các bạn nhé, các bạn đừng nhầm với cái bánh xe dài này. Đó, chúng ta có hai cái bánh xe có chiều dài hai rất khác nhau các bạn ạ. Đó, thì đối với chi tiết này chúng ta sẽ sử dụng bánh xe ngắn.
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ dán nốt cái phần ốp đùi vào trong cái chân ga trâu các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ dùng băng dính hai mặt, rồi chúng ta sẽ áp nó vào. Đó. Chúng ta áp làm sao để cho nó vừa khít vào cái vị trí đùi này. Và sau đó chúng ta sẽ ấn nó vào. Ok, và như vậy chúng ta được hai miếng ốp đùi. Ok các bạn ơi, thì trên video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách sơn hoàn chỉnh một gao trâu và dán đầy đủ cái bộ sticker cho nó. Thì ở cái gao trâu này thì theo mình là cái công đoạn khó nhất, đó chính là công đoạn mà chúng ta ráp vào các bạn ạ. Đó, bởi vì chúng ta khi ráp vào chúng ta rất dễ bị nhầm chi tiết và chúng ta bị quên các cái chi tiết của nó. Bởi vì nó bên trái bên phải của cái gao trâu này nó rất là giống nhau, bởi vì nó là hai cái chân mà các bạn, đó, chân phải chân trái giống hệt nhau nên là các chi tiết rất dễ bị nhầm lẫn. Đó, thì các bạn khi các bạn lắp cái gao trâu này thì các bạn quá trình lắp ráp các bạn ý nhá, các bạn tháo ở như thế nào thì các bạn lắp ráp ngược lại. Thì đó việc nhất. Việc thứ hai đó chính là việc đi gân này, đó cái việc mình cảm thấy rất là khó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái màu vàng và chúng ta sau đó chúng ta sẽ tô lại bằng cái màu đen. Đó các bạn thấy màu đen chúng ta đã lấp những phần loe màu vàng ra, nhìn cái gân của chúng ta rất là đều. Việc thứ ba đó chính là việc làm cái đuôi ốp đùi này. Ốp đùi này thì mình ốp thêm các bạn ạ. Đó, để làm sao cho khi chúng ta lắp thành cái chân gao trâu như này, à chân gao kinh như này, chúng ta sẽ có một cái ốp đùi nó hoàn chỉnh ở giữa bụng của cái phần chân. Đó. Còn cái sticker này thì của chúng ta thì các bạn có thấy là nó dán, mình dán nó hơi bị loe ra một chút. Thì chúng ta có thể sử dụng keo 52, chúng ta sẽ dán kín lại các bạn nhá, đừng để nó bị xòe ra như thế này. Thì cái này sau đó mình sẽ hoàn chỉnh lại sau. Đó. Thì về gao trâu này cơ bản như vậy thôi, vì cách sơn thì mình thấy cũng khá đơn giản. Thì khó nhất là chính là cái phần, những cái phần mình vừa kể trên thôi. Và đây là ở dạng gao trâu. Và khi chúng ta hợp thể thành gao kinh thì chúng ta sẽ có dạng như thế này. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta sẽ tháo bình thường. Đó. Ở dạng gao kinh thì nó cũng như hàng Mandai đấy các bạn ạ. Đó. Thì sau khi chi tiết của chúng ta sơn nó có chắc hơn một chút. Đó, các bạn có thấy là khi mà chúng ta có cái bụng có cái chi tiết đỏ ở đây thì nhìn nó khác hẳn luôn đúng không các bạn. Đó, thì nhìn nó sẽ đầy hơn và nhìn nó sẽ giống hàng Mandai hơn. Thì cái gao trâu của chúng ta nhìn cảm giác nó thật hàng Mandai, thật so với hàng chính gốc hơn các bạn ạ. Đó, nhìn rất là khỏe. Chỉ điểm trừ là hai cái sticker này của mình hơi bị loe ra thôi, thì sau đó mình sẽ hoàn chỉnh lại sau. Đó, thì về cái chân gao trâu của chúng ta thực sự là không có gì chê cả. Đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay cận cảnh để xem, để chiêm ngưỡng gao trâu này nhé các bạn nhé. Ok, thì ở video vừa rồi mình đã tiến hành dẫn các bạn làm sao để sơn hoàn chỉnh một cái gao trâu, hay còn gọi là gao bai son, hàng Trung Quốc MN các bạn ạ. Đó, thì để sơn gao trâu này thì mình nghĩ là cũng khá đơn giản thôi, cũng không có gì khó cả. Mình nghĩ là việc sơn màu đen thì đối với chúng ta từ trước bây giờ cũng không có gì khó, chỉ khó nhất là công đoạn lắp ráp thôi. Đó, thì đây là có nghĩa là gao cuối cùng trong cái bộ gao kinh này của mình. Thì mình sẽ tiến hành sơn nốt gao cá mập và gao cọp để tiến hành làm một cái video tổng thể để lắp ráp gao kinh sau khi sơn các bạn nhé. Đó, thì đối với gao kinh thì đến đây mình đã sơn hoàn chỉnh xong từng siêu thú lẻ đấy các bạn ạ. Đó, trước đây mình đã có video sơn gao cọp, gao cá mập, gao sư tử và gao đại bàng rồi, và đây là gao trâu, gao cuối cùng. Đó, thì tới đây mình sẽ tiến hành hợp thể gao kinh
để cho các bạn xem là gao kênh lần này của chúng ta nó khác gì so với lần trước các bạn nhé. Để xem ra cũng là cái những cái sơn ATM như thế này và cũng là những cái bộ sticker như này, nhưng vẫn là mình sau 3 năm xem có khác gì so với gao kênh cách đây 3 năm trước không các bạn nhé. Bởi vì là mình vẫn còn giữ con gao kênh cách đây 3 năm trước và mình sẽ có một video so sánh để cho các bạn chiêm ngưỡng xem là sau 3 năm nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Và hẹn gặp lại các bạn các video sau nhá. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn.